Hãng Fox đến ngày 20 xin trọng giới thiệu bộ phim màn hành động. Hai diễn viên chính là William Holden và Kristen Wiig trong bộ phim của Leo McCarey, bộ phim Satan không bao giờ ngủ hay là Thử thách chẳng bao giờ ngủ. Ngoài ra có một diễn viên nữ đó là Frances Nguyễn và các diễn viên khác. Nhạc Richard Rodney Bennett, ca sĩ Timmy Euro sẽ trình bày bài Satan không bao giờ ngủ trong bộ phim này. Hình ảnh Osborne Morris. Sản xuất và đạo diễn Leo McCarey. Thời điểm xảy ra chuyện này là tháng 11 năm 1949, địa điểm là tại một tỉnh nhỏ ở miền Tây Nam nước Trung Quốc, khi Hồng quân Trung Quốc sắp sửa chiếm vào, tiến vào. Xin chào, con là cha O'Banion. Xin chào cha, tôi là cha Lee May. Cha đã quá hẹn. Tôi được thông báo biết cha phải đi qua đây cách đây vài ngày chứ. Vâng, đó là kế hoạch của con, nhưng mà đây là một chuyến đi rất là khó khăn. Xin cha nói thẳng là cha Bova của cha đang chờ cha. Và từ đến đó phải mất 2 ngày mới tới thứ điểm của ngài. Tôi sẽ phải nói với cha Bova, tôi rất tiếc về sự trễ hẹn này. Con cứ nghĩ là cha đi một mình chứ. Con xin giải thích tại sao cô gái này đi với con. Chúng tôi cũng tò mò muốn biết đây. Mẹ cô ta là một người tân tòng mới trở đại đạo, và cô ta cũng muốn, rất muốn đón nhận đức tin và học hỏi thêm về đạo chúng ta. Nhưng mà con đã làm một cái điều lầm lỗi rất đáng tiếc, đó là đã cứu cô gái này khỏi một cơn lụt vào mùa xuân vừa rồi. Và phải chăng đây là một tập quán của người Trung Quốc, đó là như cô ta nói là nếu anh cứu được người nào, anh phải chịu trách nhiệm về mạng sống người đó. Vâng, đó là truyền thống của người Trung Quốc. Cô ta con cường điệu quá hay chăng? Con đã làm hết sức có thể của mình để cho cô ta đừng có theo con. Con đã phải dừng chuyến đi lại mấy lần, 3 lần tất cả để đưa cô ta lại về nhà. Nhưng mà trớ trêu thay, cô ta đi nhanh con ngựa cả chớn này. Chuyện này nghe hơi lạ đấy. Không phải hơi lạ đâu mà là một ác mộng cơ chứ. Đến lần thứ tư thì con đã thúc con ngựa chạy nước đại, phi nước đại được và đi được vài dặm. Và khi con quay lại, con thấy cô ta chỉ bé tí xíu thôi, xa lắm rồi, chỉ còn là một cái hình bé tí xíu thôi. Bỗng dưng lúc đó, cha có nghĩ gì xảy ra không? Tôi không đoán ra được. Cô ta ngất xỉu. Con đã phải quay lại và làm cho cô ta tỉnh lại. Phải. Con tìm cách là cho cô ta tỉnh lại.
Và con coi rằng đây là một bổn phận, con phải tiếp tục hành trình cùng với cô ta. Con để cô ta lên lưng lựa ngựa và con đi đến đây, chân đau quá sức bởi mệt mỏi quá chừng. Cô ta hồi phục rất nhanh. Cha ơi, có ý định là đưa cô ta đi cùng không? Cha ơi, ở đây đẹp quá, tại sao chúng ta không ở lại đây cha? À, ý kiến này hay đấy. Bây giờ con xuống đi. Con sẽ để cô ta ở lại đây với quý cha và con sẽ tiếp tục lên đường. Và khi con đi xa một cách an toàn là cha có thể trả cô ta về lại quê của cô ta. À, xem ra ý định, quyết định này của cha khá đấy. Thì bây giờ con phải chào tạm biệt đây. Cha không thể để con ở đây một mình được. Con sẽ chết. Tiểu Lan, con có đủ lý do để sống mà. Nếu cha đi mà không có con thì con không có gì để sống nữa. Con sẽ tự tử. Con phải hứa với cha là con không được tự tử. Con hứa là con không tự tử. Chuyện này xem ra nghiêm trọng hơn đấy. Tiểu Lan, tự tử là một điều sai lầm. Mà con biết rằng là con đã đến tuổi phân biệt được đúng với sai, tốt với xấu rồi. Nếu yêu cha là điều không tốt thì chẳng lẽ con là người xấu hay sao? Tại sao trở nên người xấu như vậy lại làm cho con được tốt hơn được? Tiểu Lan, con đẹp lắm. Mà chẳng mấy chốc con cứu được một chàng hoàng tử thôi. Cha cũng đẹp trai chứ. Nhân danh Chúa, thôi cha lên đường đi. Vâng, điều này con đang cố gắng làm đây. Thưa cha, đừng bỏ con lại một mình đây. Đừng bỏ con. Con cầu xin điều này không bao giờ xảy ra cho cha. Hãy tránh xa việc này. Cha giúp con đấy chứ. Con xin cha. Con xin cha. Đừng bỏ con, đừng bỏ con. Thí điểm truyền giáo thứ hai. Con xin lỗi cha, con là một linh mục thật sự. Tôi đâu có nghĩ cha là bà sơ đâu. Cha là cha Obenian phải không? Vâng, con biết là con đã làm cha tức giận. Tôi đang cố gắng giấu cái điều đây, đó đây. Con rất tiếc vì con đã đến trễ để nhận nhiệm sở. Con không, tôi không tìm sự thông cảm. Tôi chỉ đang tìm kiếm anh thôi. Có cả một vấn đề để con đến đây được. Con sẽ giải thích cho cha. Nếu giải thích cho tôi mà dài lâu như vậy thì thôi, tôi không muốn nghe nữa. Tôi muốn đi ngay bây giờ. A Quang, nhanh lên, mang cái túi sách của cha ra đây. Tôi có thể tự làm được, tôi không cần cha. Cảm ơn A Quang. Ồ, cuối cùng ông ta cũng đến đấy. Xem ra cha đã đầy, chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Anh quan sát hay đấy. Phải, 6 ngày 6 đêm không ngủ, tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Tim tôi suýt nữa lỗi nhịp đây. Trong 6 ngày vừa qua, tôi tưởng rằng tôi không để phí một phút nào. Tôi được giáo hội cho nghỉ phép sau 25 năm làm việc. Tôi chỉ lo vấn đề ra đi thôi trước khi Đảng Cộng sản mò vào đây. Họ đến đây rất nhanh đấy. Cháu có nghe tin ấy chưa? Vâng, đó là một tin đồn.
Xin cha vui lòng làm cho quen giới thiệu con với cái sĩ điểm tí chứ. Chắc chắn rồi. Đây là A Quang, người giúp việc cho cha và cũng là người nấu ăn cho cha. Anh ta sẽ chỉ cho cha biết chỗ ngủ ở đâu, chỗ ăn ở chỗ nào. Còn kia là nhà nguyện. Cũng đẹp đấy. Còn kia là các bà sơ. Cha có biết tiếng Tàu không? Tiếng Hoa không? Biết rất ít. Thì cha coi đó, con không có thời giờ. Cha quá muộn màng. Đáng lẽ có thể cha đang lo học tiếng Hy Lạp quá nhiều. Bất may là có một số bà sơ trong xóm đó biết nói tiếng Anh đấy. Họ biết rõ về thi điểm này cũng như tôi vậy. Xin lỗi cha. Mẹ kiếp. Bây giờ đây là lúc tôi chờ đợi đây. Tạm biệt cha Obenian. Tạm biệt cha cho đến khi chúng ta gặp nhau trở lại. Hãy để tôi ra đi với một tâm trạng vui tươi chứ. Đến giờ ăn rồi. Xin lỗi cha, xin cha vui lòng gặp sơ Teresa một lát. Sơ đang ở trong phòng khám bệnh lúc này. Thôi cũng được. À đây sơ Teresa, đây là cha Obenian. À cha vua va hay nói chúng con về cha lắm. Phải. Tôi có thể nghĩ ra điều đấy. Sao? Chúng ta có gì ở đây? Chúng ta có một đứa bé đang bị viêm họng nặng. Con cố gắng giữ gìn các cháu mạnh khỏe nhưng mà không tránh được. Ở trong tiếng Tàu nói chữ A thì nói thế nào? O A. Các sơ có penicillin kháng sinh không? Thưa cha, rất khó kiếm penicillin lúc này. Chúng con chỉ giữ cho những trường hợp cực kỳ quan trọng. Nhưng có gì quan trọng hơn một cháu bé nào? À, thôi được cha. Con sẽ khỏi ngay bây giờ thôi. Con biết thi hành quyền đúng đấy. Đây là cái bánh bột gạo con làm cho riêng cha đây. Anh là một tay đầu bếp giỏi đấy. Cha Bova rất may mắn tìm được anh. Nhưng mà có lúc cha rất giận con. Tại sao vậy? Thì con ăn cắp rượu lễ. Chứ cha ấy không khóa tủ rượu lễ à? Con cũng ăn cắp chìa khóa luôn. Nhưng mà ngoài cái việc ăn cắp ra thì xem là anh cũng là một Kitô hữu tốt đấy. Vâng, phải. Giá như cha không khóa cái hầm rượu lễ lại thì con không ăn cắp, thì con sẽ trở thành một Kitô hữu tốt toàn diện. Cha Bova thường nói rằng ai cũng có một điều tốt. Ngay cả con cũng có điều tốt. Cha ơi, đã coi cộng sản này. Cha Bova bị bắt rồi. Tội nghiệp cha Bova quá. Con xin lỗi cha, chuyến đi của cha ngắn quá. Cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi không bao giờ ra khỏi nước Trung Quốc được đấy. Cái đám quỷ cộng sản này, nó không cho tôi biết tại sao nó đưa tôi về, quay về đây. Chúng nó chỉ cười và chỉa súng vào tôi thôi. À đây, tôi sẽ có câu trả lời từ quan lớn đây. Ô Hô San, đại tá ở trong đội Hồng quân của Trung Quốc. Hô San, làm sao anh lại có thể ăn mặc cái bộ đồng phục này? Con mặc nó với tất cả niềm hãnh diện và tự hào. Thưa ông già, anh là người cuối cùng trên trái đất này đưa cái đám quỷ, đám thù địch ấy của giáo hội về đây à? Này lão linh mục ngoại quốc kia, anh nói cẩn thận thôi. Còn người mới kia, thinh lặng một lát. Bây giờ cha còn phụ trách cái nơi này không? Phải. Cha đứng ngoài vấn đề này đi. Đây là vấn đề của riêng tôi với anh ta. Hô Sơn, hãy giải thích cho tôi biết.
Làm sao một người có trình độ như anh là có thể lọt vào cái đám chẳng ra gì này? Bao lâu cha chữ giữ mồm giữ miệng thì tôi đề nghị cha chúng ta đi vào trong nói chuyện. Đề nghị ơi, tôi yêu cầu vào chứ đề nghị cái gì? Cha cảm thấy khỏe hơn chưa cha? Tôi không thể ngủ được cho nên tôi vào phòng này. Con có tin tức tương đối khả quan hơn. Ở ngoài nhà thờ họ có vẽ một bảng hiệu và các sơ cảm thấy vui vẻ lắm. Họ bảo rằng tự do tín ngưỡng sẽ được bảo đảm và họ không can thiệp vào các thí điểm của các nhà truyền giáo. Nhưng không can thiệp được bao lâu nào, con không biết. Nên con đi dạo ra ngoài và không ai cản trở con hết. Cha yếu lắm rồi. Và có lẽ cha cũng cảm thấy mình thật đáng thương. Giá như Chúa gọi cha sớm hơn trước khi cha thấy thằng Hosan như vậy. Thật khó tin rằng anh ta trước đây là một người có đạo. Cha lại đây và xem này. Đây là khi nó giúp lễ lần đầu tiên đấy. Nó cười tươi bởi vì nó giúp lễ không sai sót chỗ nào hết. Khi nó lớn lên thì cha con đã từng nói chuyện với nó về việc có thể nó trở thành một linh mục. Thậm chí tôi còn có dự định cho nó trở thành người cai quản cái giáo xứ này nữa cơ. Thôi cha không cần phải nói thêm. Có lẽ này mai nó sẽ chiếm cái giáo xứ này thôi. Còn đây hình ảnh nó nữa này. Tôi phải cố gắng quên nó đi. À, xin lỗi. À, như tôi còn nhớ này cha trẻ này, khi cha đến đây cha nói rằng cha gặp khó khăn trên đường đến đây. Lúc đó tôi không có thì giờ để ngắn nghe cha, bây giờ tôi có thì giờ rồi. Cha có thể kể đi. Thôi thưa cha, cha có cả ngày hôm nay quá vất vả rồi. Cha hãy để con tự gánh vác lấy cái gánh nặng của riêng con vậy. Thôi xin chào cha, chúc cha ngủ ngon. Này cha, nếu cha mở cái tủ ra, cha sẽ thấy có một chai rượu nếp. Có lẽ chúng ta sẽ ngủ ngon hơn nếu chúng ta uống một chút nào. Ý kiến rất hay. À, quên mất. Còn lễ ngày mai, sáng mai hay sao? Chúng ta theo luật xã hội không được ăn từ sau nửa đêm, không được ăn gì hết. Bây giờ là mấy giờ rồi? Đồng hồ của con là 12 giờ kém 5. Còn đồng hồ của cha lại 12 giờ kém 1 phút. Thôi cha theo đồng hồ của con vậy. Tiếng chuông reo. Chào cha. À, ngày đẹp hôm nay đẹp quá. Cái gì đẹp nào? Cái gì xinh nào? Anh ở trong hầm rượu phải không? Không, không, không. Không bao giờ con ở trong hầm rượu ban ngày hết á. Cha đi đâu mà chẳng nấu nướng gì hết. Bàn ăn cũng chưa dọn. Con quyết định bỏ cái nơi này. Sao? Xin cha vui lòng nói lại với cha Bova. Khi cha ấy tức giận thì con đã đi rồi. Tại sao con bỏ nơi này? Vì đại tá Hosan đã từng nói chuyện với con hôm qua. Con bỗng nảy ra ý kiến là đi để tốt hơn. Làm cộng sản thì tốt hơn là làm Kitô hữu. Vì con ở đây quá lâu rồi. Hình như chẳng có ích sự lợi lợi gì. Nhưng mà cha cũng đọc một kinh, đọc một chuỗi cho Hosan rồi. Cha cầu mong cho chúng ta không bị mất ông ta hoàn toàn. Thế nên bắt đầu cuộc trong cái thằng A-1 này đi. Cha sắp sửa mất anh ta đó. Xin lỗi nhưng mà Hosan nói với con rằng là anh ta sẽ làm cho con trở nên sung sướng. Con là kẻ phản bội vô ơn. Con có thể bỏ đức tin Kitô giáo của con như vậy sao? Thưa cha không phải, con chỉ bỏ bên ngoài thôi. Còn bên trong con vẫn là có đạo.
Tạm biệt cha, con sẽ cầu nguyện cho cha. Cái gì đây? Cái gì trong gói ở đây? Chỉ là đồ dùng cá nhân thôi mà. Tôi chắc đó là dùng cá nhân rồi. Thì cứ mở ra xem. Mở ra. Thôi con đi họp với nhân dân, đảng nhân dân vậy. Tôi là cái loại thừa sai nào đây này? Tôi mất Hosan, bây giờ tôi lại mất thằng Awang. Đây, bên trong Awang là cô Kitô hữu, bên ngoài Awang là thằng trộm cướp, ăn cắp rượu lễ đây. Đấy, ăn cắp cả thức ăn thức uống nữa. Thôi bây giờ tôi là cha sở. Chúng ta, tôi không ý định trở thành người bồi cho anh đâu. Cha phó biết nấu ăn không? Biết chút chút. Chúng ta không cần phải vẽ vời gì. Nếu cha thử làm xem, bao tử tôi sẵn sàng ăn tất cả những gì cha dọn. Cố gắng hâm nóng lại thịt bò hâm này và làm một số trứng bột đánh lên. Khi con ở trong hải quân, con đã từng làm trứng bột mà con làm không đến nỗi tệ đâu. Đây là thịt hầm, không đến nỗi tệ, ngon đấy. Con hâm lại ra khá ngon. Còn đây là trứng bột đánh lên. Trứng bột đánh lên đấy. Không ngon hay sao cha? Cha Obanian, cha làm giỏi hơn cả đám hải quân đấy. Để sao cha đổ hết tất cả thứ đó trên đĩa của tôi? Thôi vậy thì nếu chẳng như cha đến đây đúng giờ thì tôi đâu có bị phải đối diện cái cặp những cái thứ khó khăn này. Thôi cha ăn đi. Cha quăng hết đi cho rồi. Thôi, cho anh cha ăn phần của con chưa có trứng đấy. Thôi, tôi hết cả hứng thú ăn uống rồi. Đây là cái cháu học nhà trẻ đến sinh hoạt với các sơ. Im lặng hết. Rồi anh ta nói bằng tiếng Quảng Đông với các cháu. Cái gì xảy ra vậy? Đại tá Hồ Sơn đã cho các cháu về nhà hết. Nó bảo rằng anh ta không chịu trách nhiệm về sự an toàn của chúng ta ở đây. Tôi rất cảm ơn tới sự quan tâm của anh. Tôi nhận xét rằng sau khi giải phóng thì thường thường sẽ xảy ra một thời kỳ bạo loạn và trả thù. Nên tốt nhất là các sơ nên rời đây đi. Nếu các sơ đã sắp xếp hành lý sẵn sàng thì xe tôi đang chờ ngoài kia để đưa các sơ ra xe buýt. Chúng tôi chỉ theo lệnh của cha Bova thôi. Cha cảm phục cái lòng can đảm của các sơ, nhưng để cha suy nghĩ thêm một tí. Bây giờ tôi là người suy nghĩ, ông già ơi. Tôi kính trọng các sơ, nhưng tôi bị bó buộc phải lôi các sơ ra ngoài. Anh vẫn còn nói như trẻ con vậy. Các sơ đang làm khó khăn cho tôi đấy, và chúng tôi tiếp tục là khó khăn cho anh. Ở ngoài kia ông dán cái bức chương gì vậy? Bức chương ấy bảo đảm rằng các anh không can thiệp vào nội bộ của các nhà truyền giáo. Hay thằng bạn mới ơi, anh biết về Trung Quốc quá ít. Chúng tôi bảo đảm về tự do tôn giáo, nhưng cái việc giáo dục các trẻ em người Hoa là trách nhiệm của chúng tôi, chứ không phải của các anh. Các thầy giáo của đảng sẽ trực tiếp giáo dục chúng. Nếu có điều gì tôi có thể làm cho quý cha được sung sướng hơn, anh hãy tự xuống hỏa ngục đi. Đưa mình xuống hỏa ngục đi. Con không xuống hỏa ngục của cha nữa, vì con không còn là tín đồ của cha nữa. Tôi cảm thấy rằng sự tự do này đang siết chúng ta lại như cái thòng lòng vậy. Không biết cái sự tự do này sẽ mang lại cho chúng ta ngày mai cái gì đây. Hôm nay chưa qua mà cha. Trung tâm.
Hosan mượn tạm con ngựa của cha và xe jeep của tôi. Và đây là tờ biên lai mượn tạm đồ. Xem ra chúng ta không còn đi đâu được nữa đây. Tôi đã từng đi được, nhưng bây giờ tôi phải ở lại đây rồi. Không được vào đây. Tôi quen ông cha trong này mà. Không được, ra ngoài. Cha khỏe không cha? Tim của cha không còn trẻ nữa. Cha chưa thấy con trước đây. Và con lại biết tiếng Anh à? Con học tiếng Anh ở trường của Quảng Đông. Con có phải là người có đạo không? Con chưa thành người có đạo, nhưng mà con đang học đạo. Tốt lắm, tốt lắm. Con ngồi đây con. Ôi cha tử tế quá. Lý do gì đưa con đến đây đi xa như vậy? Con đi tìm một chàng thanh niên rất đáng yêu đối với con. Cha, con hy vọng là lấy người đàn ông đó chứ? Vâng, con hy vọng lắm. Cha tin rằng anh ta sẽ chia sẻ tình yêu với con. Anh ta không nhìn nhận là anh ta yêu con, nhưng con biết anh ta yêu con. Thì con cứ tiếp theo bám lại anh ta và làm cho ta phải nhìn nhận điều đó nhé. Cha sẽ cầu nguyện cho con. Cảm ơn cha rất nhiều. Nhưng mà nếu không có tiền thì coi như con không đi đâu được nữa. Cháu có thể giúp con một tí vậy. Không nhiều lắm nhưng mà một chút thôi. Thưa cha, con không đi tìm cái lòng bác ái. Con muốn tìm công ăn việc làm để có tiền trang trải. Ồ, thức ăn của cha mua đẹp quá, ngon quá. À, con nói cho cha biết con ăn bữa ăn cuối cùng lúc nào vậy? Ồ, con ăn bữa ăn cuối cùng lâu lắm rồi, con đói lắm rồi. Con thích nấu nướng lắm, nhất là khi thức ăn nó đẹp đẽ như vậy. Con có phải là người nấu nướng giỏi không? Mẹ con nói rằng là con là người duy nhất trên thế giới này có thể làm từ một thành một bữa tiệc cho dù thức ăn chả ra gì hết. À, như vậy hình như là cha đã tìm ra người, con đã tìm ra chỗ làm việc tạm thời rồi đấy. Cảm ơn cha, theo cha về nhà này. Cha có một người đầu bếp bếp trên thế giới này. Ở cả vùng đất Trung Quốc đã bị chiếm hay chưa bị chiếm, bếp lắm. Cha phải thay người ấy thôi. Hôm nay là một ngày xấu xa, nhưng mà con đã làm cho ngày trở nên đẹp lẽ hơn một tí. Cha sẽ về kể tin này cho cha Obanian ngay. Cẩn thận con. Con đang đun gì vậy? Cha đang đun gì vậy? Chỉ nước thôi cha. Ô, phải tạ ơn Chúa. Bây giờ một trong những mối lo lắng của cha đã xong rồi.
Con được thay thế bởi một người nấu bếp đàng hoàng. Con chia sẻ điều này với cha. Nhưng ai dám vậy? Vào đi con, vào đi con. Để cha giúp con nào. Đây, nào, nào. Đây như phép lạ ấy, cha ơi, đây như phép lạ đấy. Ở ngoài làng chúng ta, tôi tìm được ngay cái điều chúng ta đang cần. Như một thiên sứ từ trời sai xuống vậy. Coi nào. Không những cô ta là một người đầu ăn đố bếp giỏi, cô ta còn biết pha chế thuốc bắc để cho cha khỏe mạnh nữa. Tên cô ta là Tiểu Lan đấy. Vâng, đây là cha Obanian đấy con. Chào đấy con. Để con lấy cái tập dề của cha ra vậy. Cái này không hợp với cha chút nào hết. Thôi bây giờ quầy chúng ta bắt đầu sống trở lại ở đấy. Con hãy chỉ cho cô ta biết thức ăn thức uống để đâu. Còn cha đi đọc sách một tí đã. Thôi thở sâu vào. Xin cha vui lòng giúp con chứ. Con tự mặc lấy đi. Con rất sung sướng khi gặp cha trở lại. Cha rất tiếc. Chứ cha không thể nói như vậy được. Môi cha không nói mà con biết là mắt cha thích lắm. Cha rất thích khi con gặp thấy con trở lại. Nếu cha muốn con hạnh phúc, cha phải nói như vậy chứ. Một linh mục mà không dám nói thẳng cái điều mình nói, có phải là linh mục không? Nói được. Đừng có tán tỉnh cha nữa. Con không được ở đây thêm phút nào nữa. Con phải đi thôi. Cha Bô Va ơi. Cái gì Tiêu Lan? Cha này bảo con phải đi. Rời khỏi chỗ này à? Tại sao vậy? Con chưa bao giờ thấy trong nhà xứ mà lại có một phụ nữ nông ăn. Thì bây giờ con thấy đấy. Cũng như các nữ tu cũng đâu có gì lạ đâu. Nhưng mà nên nhớ cha vẫn còn là người cai quản cái giáo xứ này. Tiểu Lan sẽ ở lại đây. Xin cha đừng bao giờ can thiệp vào chuyện này hết. Và ra khỏi nhà bếp đi. Vâng, con xin vâng lời cha. Con cứ tiếp tục đi con. Bây giờ nhà bếp này là giang san của con đấy. Cảm ơn cha rất nhiều. Cha Obanian, cha mất trí rồi hay sao? Cha có vẻ hơi hoảng hốt. Con không cảm thấy khỏe lắm. Chắc là do nấu ăn đấy. Không, con thấy đáng thương lắm. À, nói bằng tiếng Quảng Đông giữa hai người. Có chuyện gì, có tin tức gì xấu ông sắp sửa cho chúng tôi biết đây. Tôi đến để mời linh mục già này đi đến nghe tôi diễn thuyết. Tôi sẽ trình bày với làng xóm và tôi nghĩ rằng cha sẽ giác ngộ thôi. Cha biết đó, phải hiểu biết kẻ thù của mình. Vâng, tôi sẽ đi. Tốt. À, còn một chuyện nữa là tôi lưu ý thấy là trong hộ khẩu của cha có thêm một người đấy. Một cô con gái Trung Hoa rất đẹp. Bởi vì anh đã lấy A Quang của tôi đi rồi thì cô ta sẽ phải giúp tôi nấu ăn chứ. Nhưng anh không hiểu rằng cô ta là người Hoa, nên cô ta thuộc quyền trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ nói chuyện với cô ta. Tôi đi một mình thôi. Ngay cả bữa ăn đàng hoàng mà ta cũng không được ăn. Anh ta sẽ ra lệnh cho con bé đi khỏi thôi. Có lẽ như vậy tốt hơn đấy cha. Tốt hơn à? Con mới chỉ nghĩ thoáng qua thôi. Thật là một ý nghĩ điên rồ. Thôi chúng ta, con đi lên đi cầu nguyện đi. Cầu nguyện cho con bé này được ở lại với chúng ta vậy. Con sẽ hứa với cha, con sẽ cầu nguyện nhiều. Anh ta làm hại cô ta không? Không, hắn ta la lên cho mày cô ta. Tôi đến xem nào. Cái gì vậy? Một tai nạn thôi, có gì hết, có gì hết.
Tôi đã hỏi thăm cô gái. Thôi tạm thời cô ta được ở lại đây. Phải chăng đây là một dấu vết Kitô giáo còn sót lại nữa anh chăng? Đừng có làm nhục cô tôi, lão già. Tôi có thể thay đổi ý kiến bất cứ lúc nào. Anh nghe đấy cha. Ít ra anh ta cho Tiểu Lan ở lại rồi đấy. Vâng, con nghe rồi. Tiểu Lan, mọi sự được sắp xếp yên xuôi rồi. Con có thể được phép ở lại. Cảm ơn cha. Con rất sung sướng. Tôi không hiểu là Hô San có nói gì với con vậy. Hắn ta nói nhiều sự lắm. Hắn cố gắng làm tình với con cơ. Hắn ta nói gì? Hắn ta nói rằng con phải báo cáo mọi sự các cha làm. Mọi sự ơ. Các cha đừng lo. Con sẽ báo cáo tốt thôi. Xin chúc lành cho con vậy. Bây giờ vậy nha. Bây giờ con làm đầu bếp nha. Con làm người giặt quần áo cho các cha. Và con làm gián điệp cho các cha nữa. Ồ, thòng lọng càng lúc càng thiết chặt chúng ta rồi. Cha nói có lý đấy. Mọi người vỗ tay khi nghe anh ta diễn thuyết. Lúc đó chuông nhà thờ bắt đầu đổ. Chuông nhà thờ tiếp tục đổ nhưng mà không có giáo dân nào quay về hết. Chỉ có hai chú bé giúp lễ thôi. Chào các con, chú chúc lành cho các con. Hô San đã tập trung tất cả ngoài đám đông người kia. Cha nghĩ là chắc không ai đến đây đâu. Để cha con xem được con. Cộng đoàn chúng ta bây giờ chỉ còn có cha mẹ của Hô San và mấy sơ thôi. Và có hai chú giúp lễ trung thành nữa chứ con. Thì chúng ta bắt đầu dâng lễ vậy. Xin nhắc nhở các sơ đây là chuyện xảy ra trước cộng đồng Vatican II, lúc đó chưa có lễ đồng tế và bàn thờ vẫn quay lên. Cha lo lắng này cha. Cha lo lắng về tương lai. Cha muốn nói về cha lo lắng người Kitô hữu không đến dự lễ nữa chứ gì? Vâng, đúng rồi. Giả như họ không bao giờ quay lại thì sao cha? Chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ đi đâu đây cha? Chúng ta đi đâu à? Cha nơi nào mà giám mục sai đi thôi. Lệnh của ngài không có bao hàm cả con ở đây đâu.
Con sẽ xin gặp Đức Giám Mục. Con sẽ giúp cho Ngài hiểu ra. Hiểu cái gì? Hiểu về chúng ta. Chúng ta. Vâng. Tất cả những gì con nói về chúng ta thì chỉ là những chuyện cổ tích, thần thoại vớ vẩn thôi. Không có thần thoại vớ vẩn, là chuyện đẹp lắm. Cha là hoàng tử, con là công chúa. Và sách vở viết rằng là chúng ta sẽ có nhiều đám mây mù và nhiều đám mây đen tụ tập lại, nhưng một ngày kia mặt trời ló dạng sẽ xua tan tất cả và tình yêu lên ngôi. Con là đồ điên. Điên à? Điên cái là gì? Thì điên chứ là gì? Cha giải thích xem nào. Con biết đấy, linh mục như cha thì không được lấy vợ. Cha đã thề hứa, cha đã tuyên thệ, cha không bao giờ lấy à? Đúng. Cha đồ ngu. Linh mục nước ngoài kia họ cũng lấy vợ cái kìa. Con biết có một linh mục kia lấy tới 2 bà vợ và 6 đứa con. Bà vợ thứ nhất chết, ông ta lấy bà nữa. Ông ta không phải linh mục, ông ta là mục sư tin lành. Họ được phép lấy vợ. Vậy là kết thúc, chúng ta cũng có hậu đấy. Khi chưa cha trở thành tin lành đi. Cha trở thành mục sư tin lành à? Con không thể chịu được nữa. Cha hay cha? Cha O'Banion. Cha O'Banion. Con xin lỗi cha, con đã xúc phạm cha. Cha đừng giận con, cha đừng giận con. Cha O'Banion, nếu cha không bận thì tôi xin có vài lời với cha vậy. Vâng, thưa cha xứ. Cút đi. Đừng có chơi trò ú tim với tôi nữa. Đến đây ngay lập tức. Xin cha già vui lòng. Cha đau tim mà cha. Còn cha đang đú đởn với nó ngoài kia hả? Thưa cha, con không có đú đởn, con không có đùa cợt. Con chỉ tìm cách gạt cô ta ra một bên thôi. Rồi cô ta để cái tay cô ta lên người con. Nhưng còn cách con gỡ ra rồi. Tôi phá đám chứ gì? Cha phá đám gì? Bất cứ những gì hai đứa làm nhau, cha sẽ cố gắng tìm hiểu. Tại sao cha phải gạt tay cô ta ra ngoài? Bởi vì có một chuyện xảy ra ngoài vườn. À, tôi e rằng đấy là chuyện đó đó. Hãy nói ra đi. Cha nghĩ đây là một chuyện đùa hay sao? Con xin lỗi cha xứ. Đây là một chuyện rất buồn cười. Tôi sẽ xem xét có buồn cười không. Hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ngoài vườn. Cô ấy xin kết hôn với con. Cô ấy hỏi kết hôn với con à? Rồi con đồng ý chứ gì? Bây giờ con đến đây để xin cha bắt pháp lành phải không? Chừng nào đám cưới xảy ra đây? Xin cha giữ đừng đem phải là lúc để đùa đâu cha. Cha có ý thức rằng cha đang thay thế Cộng sản để thành một mối bận tâm của tôi đấy. Con không khích lệ cô gái là như vậy. Đây là một chị tán tỉnh vớ vẩn của trẻ con thôi cha. Vâng, đây là lần duy nhất cha tôi thấy cha đúng đấy. Cảm ơn cha già. Cô ta đã từng tâm sự với cha rằng là vì cha là một người linh mục tương đối nghiêm túc hơn cha. Cô đã từng hỏi han kết đính hôn với một người đàn ông mà cô ta đi tìm cô ta, anh ta. Và trong lúc thất vọng có thể cô ta quay qua cha tạm thời thôi. Cha chẳng qua chỉ là một biểu tượng ngớ ngẩn ngờ nghệch với cái chàng hoàng tử cô ta đi kiếm thôi. Khi cô ta kiếm được hoàng tử, cô ta sẽ bỏ cha thôi. Rồi cha sẽ trở thành một linh mục đầy đủ làng hoàng ngay lập tức. Thôi bây giờ cha tạm đi cầu nguyện và đọc kinh xem lễ đi. Cảm ơn cha. Siêu Lan, Tiểu Lan. Tiếng của cháu Ben Yên gọi. Tiểu Lan. Tiểu Lan.
Xin lỗi cha, Tiểu Lan đi chợ lâu quá rồi cha ơi. Nó lại có ta phải quay về chứ, con đang lo đấy. À, tôi biết rồi. Trong lúc tôi